Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hầu Vương Review Phim. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim siêu hay mang tên Cậu bé và Sứ mệnh Thiên tử. Hãy cùng mình bắt đầu ngay thôi nhé! Cách đây rất lâu, nước Anh được cai trị bởi vua Uther, nhưng khi ông qua đời mà không có người thừa kế, vùng đất đã bị chiến tranh tàn phá. Phù thủy Merlin đã tạo ra một thanh kiếm tên là Excalibur được ghim trên một hòn đá và tuyên bố rằng chỉ có người thừa kế thực sự mới có thể rút nó ra. Sau bao nhiêu người đã cố gắng và thất bại, một cậu bé tên Arthur đã thành công rút ra. Từ đó Arthur trở thành một vị vua vĩ đại và cai trị thiên hạ bình đẳng sống dưới chế độ hiệp sĩ. Kẻ thù lớn nhất của họ là Morgana, em gái cùng cha khác mẹ của Arthur, người tự nhận là người thừa kế hợp pháp và chuyển sang sử dụng ma thuật hắc ám. Arthur đã chiến đấu một trận chiến khốc liệt chống lại cô ấy và trói buộc cô ấy vào lời thề của trái đất. Morgana đã thề sẽ báo thù vào một ngày nào đó khi vùng đất bị mất và không có người lãnh đạo. À, ta thề sẽ trở lại càn quét thế gian này một lần nữa. Vào thời hiện đại, tại ở một thị trấn nhỏ, Alex 12 tuổi sống với mẹ tên là Mary, người đã cố gắng hết sức để nuôi con một mình. Vào một buổi sáng trên đường đến trường, Alex nhận được tin nhắn từ người bạn nhờ cậu giúp đỡ. Alex chạy đến sân chơi và thấy Lance và Kay đang chấn lột tiền của bạn cậu. Vì thế Alex ngay lập tức đứng ra bảo vệ. Lance đẩy cậu xuống đất và nhắc Alex rằng mình là đại ca ở đây. Alex đã đuổi theo và bắt đầu đánh cậu ta. Ngay sau đó Alex bị hiệu trưởng mắng, hỏi chi tiết về vụ việc, nhưng Alex không nói với cô bất cứ điều gì. Sau giờ học, Bender rất biết ơn Alex vì đã giải vây cho cậu ta và cố gắng thể trung thành với Alex. Khi Alex trở về nhà, mẹ cậu cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình, nhưng Alex tức giận vì cô ấy không hiểu mình. Nếu cậu nói với ai sự thật thì sẽ chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Vào ngày hôm sau trong thời gian học, Lance cậu ta viết một tin nhắn lên tay để đe dọa Alex sẽ giết cậu sau giờ học. Khi giờ học tan, Alex cố gắng bỏ chạy, nhưng Lance và Kay đuổi theo và dồn cậu vào một góc tường. Điều này khiến Alex vô tình bước ra khỏi rìa và ngã xuống bất tỉnh. Nghĩ rằng Alex bị thương nặng, Lance và Kay bỏ chạy để tránh rắc rối. Một lúc sau, Alex tỉnh dậy và thấy một thanh kiếm mắc kẹt trong một hòn đá với không khí thần bí bao quanh. Alex chụp lấy và dễ dàng lấy nó ra. Cậu cảm thấy được ban phước bởi một ánh sáng đặc biệt. Khi đó ở thế giới ngầm, Morgana cũng tỉnh dậy khi ta cảm nhận được thanh kiếm được tự do vì muốn trả thù. Cô gửi đồng minh của mình lên để tìm kiếm người sử dụng thanh kiếm mới. Sau đó, Alex rủ người bạn tốt Beders đến nhà mình để họ có thể cùng nhau xem thanh kiếm. Có một cụm từ bằng tiếng Latin được viết trên tay cầm. Khi dịch nó bằng Internet, họ phát hiện ra đây được cho là thanh kiếm Excalibur huyền thoại của vua Arthur. Điều này khiến Alex nhớ đến một cuốn sách mà cha cậu ấy đã tặng. Cuốn sách nói về truyền thuyết Arthurian và một hòn đảo tên là Tintagel, nơi truyền thuyết được cho là đã thực sự xảy ra. Tuy nhiên hai người không nghĩ thanh kiếm này là thật và chỉ để chơi cho vui. Sáng hôm sau, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện và Merlin trẻ tuổi bước ra từ đó vì không có quần áo. Anh bước vào một cửa hàng và sử dụng phép thuật của mình để thuyết phục người bán hàng tặng anh ta một chiếc áo phông mà anh ta đang mặc. Nhưng khi cảnh sát nhìn thấy anh, họ ngăn anh lại vì ăn mặc không phù hợp ở nơi công cộng. Một lần nữa, Merlin sử dụng phép thuật của mình và buộc cảnh sát chờ anh đến thị trấn. Merlin xóa ký ức của cảnh sát và biến thành một con cú để bay đi. Một lúc sau, Merlin xuất hiện tại trường của Alex và giả vờ là một học sinh mới tên là Merton. Nhưng anh ấy không biết cách nói hiện đại và mọi người đều cho rằng anh ấy quê mùa. Anh sẽ không ngừng nhìn Alex trong giờ học. Và Beders nghĩ rằng họ nên kết bạn với anh ấy. Nhưng Alex không muốn vì họ sẽ càng bị chú ý hơn khi một giáo viên nói với họ về nhật thực sẽ xảy ra sau 4 ngày nữa. Merlin bắt đầu hoảng sợ vì biết rằng khi nhật thực thì thế lực hắc ám sẽ sống lại. Trong giờ ăn trưa, Merlin xông vào căng tin và gây náo loạn. Anh nói với Alex rằng cậu được thanh kiếm thần chọn để tiêu diệt Morgana khi ta sống lại trong nhật thực. Merlin hét lên yêu cầu tất cả học sinh giúp đỡ vị vua mới. Bọn trẻ đáp trả bằng cách ném thức ăn vào anh ấy. Vào lúc nửa đêm, thanh kiếm bắt đầu phát sáng trong tủ quần áo. Một tiếng động kỳ lạ đánh thức Alex và khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một con quỷ của Morgana bước ra khỏi mặt đất. Con quái vật đột nhập vào ngôi nhà. Alex sợ hãi đi đến nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng cậu phát hiện mẹ không có trong phòng. Cậu quyết định lấy thanh kiếm để tự vệ, nhưng con quỷ nhanh chóng tước vũ khí của cậu, nên Alex phải né tránh một loạt tấn công dữ dội. Đột nhiên con quỷ nổ tung từ hư không và Alex phát hiện ra Merlin đang nằm yếu ớt trên sàn vì anh ta đã sử dụng hết phép thuật để giết sinh vật đó. Merlin không thể ở trong lãnh địa của con người lâu. Anh bảo Alex hãy tìm mình vào ngày hôm sau tại một cửa hàng gà rán. Sau đó biến thành một con cú và bay đi. Trong khi đó, phần còn lại của con quỷ quay trở lại thế giới ngầm để kể cho Morgana nghe về Alex và Merlin. Morgana đáp lại bằng cách gửi cả một đội quân quỷ lên mặt đất. Vào sáng hôm sau, Mary bị sốc khi thấy Alex đang ngủ với thanh kiếm trong tay. Alex cố gắng kể cho mẹ nghe câu chuyện, nhưng rõ ràng là bà không tin cậu. Và khi Alex lấy cuốn sách ra, cậu yêu cầu được biết lý do tại sao bố cậu lại bỏ đi. Nếu đó không phải là do một thế lực tà ác, mẹ cậu thừa nhận là bố cậu đã từng chiến đấu với một số con quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Alex nên đi khắp nơi cùng với một thanh kiếm kỳ dị. Khi cô ấy cố gắng lấy thanh kiếm đi,
Alex giữ nó và bỏ chạy. Sau giờ học, Alex và Beders đến quán gà rán và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Merlin đang làm việc ở đó, trong khi hai cậu bé đến căn hộ phía trên cửa hàng. Merlin giải thích rằng anh ấy cần uống một lọ thuốc làm từ máu bọ cánh cứng, nước tiểu hải ly và xương xay để lấy lại sức lực. Và gà rán của cửa hàng này có cả ba thứ đó. Anh ấy cũng giải thích rằng mình trông trẻ nhưng đã hơn 5.000 tuổi rồi và đêm qua Alex đã không gặp mẹ cậu ấy. Vì cậu nằm trong vùng nửa tối giữa ánh sáng và bóng tối, những con quỷ xuất hiện trong thời gian đó, nghĩa là những ai có thể ở lại nơi đó là người được sử dụng thanh kiếm. Và những người này sẽ được phong tước là hiệp sĩ. Anh cũng nói, trong thời gian nhật thực sắp tới, phù thủy Morgana sẽ chờ để phá hủy thế giới này. Vì vậy nhiệm vụ của họ là ngăn chặn à ta. Alex không nghĩ mình có thể trở thành anh hùng vì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Do đó Merlin biến thành hình dạng thật và cho các cậu bé thấy ảo ảnh về việc thế giới sẽ trở thành địa ngục trên trái đất như thế nào. Nếu họ không đến thế giới ngầm và đánh bại Morgana trong vương quốc của chính bà ta trước khi ả ta quay lại. Và hai người thấy mình là nô lệ của Morgana khiến Alex và người bạn sợ hãi phải chấp nhận nhiệm vụ. Nhưng Merlin đã rời đi trước khi anh ấy có thể trả lời nhiều câu hỏi hơn. Sau đó hai người quay trở lại công trường để tìm manh mối. Và dòng chữ trên đá nói về vị vua tương lai. Alex nhớ lại mảnh giấy mà cha anh để lại cũng giống y như vậy. Nên cậu cho rằng mình xuất thân từ một gia đình quyền lực như Luke Skywalker, nghĩa là họ phải đi đến Tintagel để tìm bố của cậu ấy và hỏi ông ấy lối vào thế giới ngầm ở đâu. Hai người đột nhiên bị gián đoạn bởi Lance và Kay. Họ chế nhạo thanh kiếm vì họ nghĩ rằng đó là một con dao mẻ. Alex nhanh chóng đặt thanh kiếm trở lại vào đá để bảo vệ nó. Sau đó cậu ta thách bọn khốn đó lấy nó ra. Nếu họ không thể, Alex sẽ thắng và họ sẽ cho phép cậu phong tước hiệp sĩ cho họ. Lance và Kay khinh bỉ cậu và cố gắng lấy thanh kiếm nhưng vô ích. Alex không gặp khó khăn gì khi lấy thanh kiếm. Sau đó cậu phong tước hiệp sĩ cho bọn họ. Nhưng Lance đẩy Alex đi và cướp thanh kiếm. Nhưng ngay lúc đó lũ quỷ của Morgana xuất hiện. Lance cố gắng sử dụng thanh kiếm, nhưng con quỷ tước vũ khí của cậu ta trong vài giây. Alex lấy thanh kiếm và đánh con quỷ trước khi nó giết chết Lance. Sau đó bọn trẻ bắt đầu chạy. Lũ quỷ đuổi theo bọn trẻ. Họ ném một số thùng chứa chất lỏng dễ cháy mà chúng tìm thấy trong tòa nhà, nhưng nó chỉ khiến lũ quỷ mạnh hơn. Tiếp theo, họ ra đường để được giúp đỡ, nhưng không có một ai. Họ quyết định ăn trộm một chiếc ô tô để trốn thoát. Khi Alex mở cửa xe, vô tình đánh trúng vào con quỷ và phát hiện ra lực tác động nhẹ là đủ để đánh bại nó, vì nó chỉ là một bộ xương. Cây cô bé cầm lái và bắt đầu lái xe như một kẻ điên, tìm cách lừa một con quỷ đâm vào trạm xe buýt và đánh bại nó. Sau đó Lance yêu cầu một lời giải thích, nên cả nhóm đi đến nhà của Alex và cậu ấy giải thích cho họ điều gì đang xảy ra để chứng minh đây hẳn là định mệnh của bọn họ. Bộ ba cuối cùng cũng chấp nhận đi cùng Alex đến Tintagel, mà họ không biết rằng Morgana đang theo dõi và tìm hiểu tất cả những điểm yếu của họ. Vào ngày hôm sau, Mary phát hiện ra Alex rời đi mà không nói cho cô ấy, cậu chỉ để lại một lời nhắn ngớ ngẩn. Trong khi đó, bốn đứa trẻ bắt xe buýt đến Tintagel thì bị chặn lại bởi sự xuất hiện bất ngờ của Merlin. Anh chúc mừng mọi người vì kế hoạch của họ. Và anh cũng biết Lance là thằng bé thô lỗ và xấu tính như thế nào khi nhận ra rằng không ai trong số những đứa trẻ biết quy tắc hiệp sĩ. Merlin bắt xe buýt dừng lại và đưa bọn trẻ đến giữa vùng nông thôn để huấn luyện bài bản. Chỉ những người có trái tim trong sáng mới có thể giết phù thủy Morgana, vì vậy họ phải tuân theo các quy tắc. Tôn trọng những người bạn yêu thương, không xúc phạm bừa bãi, luôn nói sự thật và kiên trì trong bất kỳ việc gì. Sau đó Merlin đưa bọn trẻ đi đến Stonehenge, nơi một hướng dẫn viên đang kể cho khách du lịch về đằng sau ý nghĩa của công trình xây dựng cổ xưa này. Merlin cắt ngang và nói rằng Stonehenge là con đường xuyên không do chính anh ta xây dựng. Sau đó anh mở một cánh cổng dẫn cả nhóm đến Bowman Moor, chỉ cách Tintagel 20 dặm và họ phải đi bộ như một phần của khóa huấn luyện. Cuối cùng họ dừng lại để nghỉ ngơi. Merlin lấy thanh kiếm Excalibur và sử dụng phép thuật tạo ra 3 bản sao để trang bị cho mọi người. Tiếp theo, anh phù phép một số cây để trở thành hình nộm huấn luyện các cậu bé, sau đó rời đi để tìm thức ăn. Bọn trẻ ban đầu không giỏi lắm, nhưng cây cối là những đối thủ hiền lành và sử dụng cành của chúng để hướng dẫn bọn trẻ huấn luyện. Morgana nhìn thấy cơ hội này và gửi phép thuật của mình qua rễ cây trong lòng đất để điều khiển cây cối trở nên hung bạo hơn. Bọn họ đột nhiên bị các cành cây bắt giữ. Morgana thao túng Lance để lấy thanh kiếm thần đi, và khi cậu vội vàng chạy đi cùng cô bạn, nhưng cũng bị bắt giữ, Alex hét lên tên Merlin. Và thầy phù thủy ngay lập tức quay lại để loại bỏ tất cả những cái cây bằng phép thuật khiến anh mất đi hết sức mạnh và hứa sẽ quay trở lại vào lúc mặt trời mọc. Anh biến thành một con cú và rời đi để lấy lại sức mạnh ở vùng đất thiêng. Alex mắng Lance vì những gì cậu ta đã làm. Nhưng Lance không xấu hổ vì cậu ta nghĩ rằng mình xứng đáng với thanh kiếm hơn Alex. Sau đó rời đi, Alex tiến tới và gọi Lance là kẻ hèn nhát. Điều này khiến Lance tấn công cậu ta. Sau khi trao đổi vài đòn, cả hai rơi xuống đầm lầy và Lance phát hiện ra thanh kiếm của mình bị hỏng, nên cậu cảm thấy xấu hổ rời đi cùng cô bạn Kay. Không chịu bỏ cuộc, Alex nhớ lại huyền thoại về Lady of the Lake trong cuốn sách và cậu cố gắng triệu hồi cô ấy. Sau vài giây, một bàn tay của người phụ nữ đột nhiên nhô ra khỏi mặt nước và cầm một thanh kiếm thần. Lance để Alex lấy nó, và sau đó cả nhóm thề sẽ gắn bó và trung thành với nhau. Sau nhiều giờ đi bộ,
cả nhóm gặp một nhóm người cưỡi ngựa tự nguyện giúp họ vào thành phố. Khi màn đêm buông xuống, những người cưỡi ngựa biến mất, nhưng họ để lại ngựa cho ba người. Đột nhiên thanh kiếm bắt đầu phát sáng và những con quỷ xuất hiện để đuổi theo họ. Những đứa trẻ chạy vào rừng để làm chậm chúng. Khi Beders bị một con quỷ bắt giữ, Alex nhanh chóng giải cứu cậu bằng một cú đánh từ thanh kiếm thần, sau đó rút kiếm ra để đánh lạc hướng các hiệp sĩ bằng ánh sáng rực rỡ của nó. Sau đó bọn họ đến được một vách đá và bọn trẻ trốn trên rìa để lừa lũ quỷ nhảy xuống nước và giành chiến thắng. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng đến được với Tintagel và Alex đi đến nhà bố mình để đối đầu với ông ta. Ở đó, cậu gặp dì Sophie, người mang tin xấu cho Alex, cha của cậu đã bỏ đi từ lâu. Và khi Mary nói rằng ông đã chiến đấu với một số con quỷ, nhưng ý của cô ấy là chứng nghiện rượu của bố cậu. Ông ta chưa bao giờ là một người có trách nhiệm với gia đình của mình. Thực tế thì ghi chú trong cuốn sách Arthurian được viết bởi mẹ cậu. Cô đã nói dối con trai mình để cậu không buồn vì cậu đã có một người cha tồi. Suy sụp trước thông tin này, Alex quay trở lại nhóm mà không còn hy vọng gì vào bản thân. Cậu ném cuốn sách xuống biển. Beders ngay lập tức đến để an ủi cậu bằng cách cho cậu thấy rằng bản thân mình đã học được cách nhân đôi đồng xu sau khi thấy Merlin sử dụng phép thuật, bởi vì cậu ta đã dành cả đêm để luyện tập. Lance và Kay cũng đến để an ủi Alex. Và Merlin đột nhiên quay lại với cuốn sách trên tay. Ông nói rằng những huyền thoại không phải lúc nào cũng đúng. Thanh kiếm Excalibur không quan tâm đến máu của mình mà chỉ quan tâm đến trái tim của mình. Sau đó Merlin rời đi như một con cú và cơn gió bất ngờ lật cuốn sách về bức tranh có lâu đài của Morgana. Bức tranh vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Đó chắc chắn là lối vào của thế giới ngầm. Tiếp theo cả nhóm đi đến các khe trò chơi. Beders sử dụng phép thuật mới để nhân lên một loạt đồng xu. Sau đó dùng tiền để mua áo giáp, họ cưỡi ngựa xuyên qua Stonehenge để đến lâu đài của Morgana. Họ đi vào một dãy cầu thang ẩn giấu và một đường hầm được bao phủ bởi rễ cây. Họ chiến đấu với những cái rễ bằng kiếm của mình, nhưng rễ cây quá nhiều và chúng đã bắt được ba người bạn, nên Alex phải tiếp tục đi một mình. Ở cuối đường hầm, Alex suýt rơi xuống hố dung nham và nhìn thấy đồng đội của mình bị mắc kẹt trong rễ cây. Đúng lúc đó Morgana xuất hiện và biến thành một quái vật thở ra lửa. Sau khi né một vài ngọn lửa, Alex giả vờ đưa ra thanh kiếm cho Morgana, nhưng khi cô đến gần hơn, cậu đâm thẳng vào ngực cô khiến cô ngã xuống. Khi Morgana dường như đã bị đánh bại, hang động bắt đầu sụp đổ, vì vậy bọn trẻ lập tức bỏ chạy. Vì nghĩ rằng họ đã thắng, Alex tìm kiếm vùng nước gần nhất và triệu hồi Lady of the Lake và đưa cho cô ấy thanh kiếm. Sau đó họ trở về quê hương bằng xe buýt. Alex lẻn vào phòng ngủ qua cửa sổ để không gặp mẹ. Nhưng ngày hôm sau Alex thức dậy, cậu thấy ngôi nhà của mình bị phủ đầy cây của Morgana. Nghĩa là bà ta vẫn còn sống. Merlin đến gặp Alex để xem chi tiết những gì đã xảy ra. Và Alex nhận ra rằng mình đã không tôn trọng tinh thần hiệp sĩ. Vì cậu đã không tôn trọng những người mình yêu thương, Alex đi gặp mẹ và xin lỗi vì đã không hiểu về những nỗ lực của cô. Giờ cậu biết rằng mẹ làm vậy chỉ để bảo vệ mình. Sau khi họ hòa giải, Alex chia sẻ câu chuyện của mình và để chứng minh điều đó, cậu đổ đầy nước vào bồn tắm để triệu hồi Lady of the Lake, người trả lại thanh kiếm. Sau đó mẹ cậu để Alex sử dụng ngôi nhà để tập hợp đồng đội và lập kế hoạch, quyết định rằng họ cần một đội quân và một pháo đài. Sau đó cả nhóm mặc giáp đến trường và Merlin sử dụng phép thuật của mình lên hiệu trưởng để khiến cô tập hợp tất cả học sinh ra ngoài. Cả nhóm cố gắng thuyết phục mọi người rằng họ cần họ chiến đấu với phù thủy Morgana và Merlin biến thành một con chim để chứng minh điều đó là sự thật. Mọi người đều ấn tượng nhưng họ không muốn đánh nhau. Vì vậy hiệu trưởng tuyên bố rằng những người tham gia đánh nhau sẽ không phải đến lớp học và bọn trẻ ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Beders sử dụng phép thuật của mình để nhân lên áo giáp và thanh kiếm. Alex thì phong cho họ làm hiệp sĩ khi các giáo viên đến bắt đầu lớp học. Merlin chỉ đơn giản là dùng phép làm mê hoặc họ. Họ cũng sử dụng tất cả các công cụ có thể tìm thấy trong trường để củng cố thành một pháo đài kiên cố. Vài giờ sau, bầu trời cuối cùng cũng tối dần vì nhật thực và lũ quỷ tấn công ngôi trường. Học sinh sử dụng xe của giáo viên ngăn cản làn sóng tấn công đầu tiên của kẻ thù. Làn sóng quỷ tiếp theo tiến vào trường. Beders cậu hướng dẫn một nhóm giang bẫy để ngăn chặn, sau đó là khô máu với chúng. Tại phòng tập thể dục, đội của Alex đánh lũ quỷ bằng thiết bị tập thể dục. Mọi người chiến đấu hết sức nhưng lũ quỷ cứ tiếp tục tràn đến. Vì vậy Alex bảo mọi người rút lui lên mái nhà để phòng thủ, trong khi Morgana gặp Merlin và ép anh phải trở lại hình dạng cũ. Khi anh gần như bị giết, may thay được cứu bởi sự xuất hiện của bọn trẻ. Sau đó Morgana biến thành quái vật có cánh. Alex bắt đầu chạy với một thanh kiếm phát sáng để thu hút sự chú ý của Ada. Beders lợi dụng sự phân tâm để ném một sợi dây vào đuôi Morgana và cùng với những đứa trẻ khác, họ bắt đầu kéo Ada xuống. Tiếp theo Lance và Kay dùng nhiều sợi dây vào cổ để cố định Ada lại. Merlin đến gần hơn trong hình dạng một con cú. Morgana thổi lửa vào anh ấy và khiến anh biến thành cú nướng. Merlin nghĩ rằng cuộc đời của anh ta đã kết thúc, nhưng Alex đã cho anh uống một lọ thuốc trừ sâu đã giúp nhanh chóng chữa lành Merlin khi đã lấy lại được sức mạnh. Merlin ngay lập tức mở một cuộc combat, anh bẫy Morgana vào một cuộc lốc xoáy. Sau đó Alex nhảy vào đâm Ata và giết chết bà ta mãi mãi khi mặt trời lộ diện. Bọn trẻ ăn mừng chiến thắng của mình. Sau đó Merlin nói lời tạm biệt với bọn trẻ. Nhưng trước khi rời đi,
anh ấy đưa cho Alex một phiên bản mới của cuốn sách với câu chuyện của chính mình và nhắc nhở mọi người rằng trẻ em cũng có thể thay đổi thế giới. Và Alex và những người bạn của anh ấy đồng ý học tập chăm chỉ để sánh vai với cường quốc Nam Châu như Bác Hồ đã dạy. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim Ngày Hôm Nay Mất Rồi. Bye bye và hẹn gặp lại!